Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, chuyện của Nguyễn Huy Thiệp luôn có một sức hút đặc biệt với bạn đọc. Không tràn chứa tình cảm như những nhà văn lãng mạn chủ nghĩa, cũng không đạo mạo giao gương chân lý hoặc hùng hồn cát nghĩa hiện thực như lời văn uyên huấn chuyện ông gây ấn tượng bởi cái giọng điệu vô âm sắc. Đọc truyện của ông ấn tượng với người đọc bởi lối viết gai góc, khinh bạc. Điều này được thể hiện rõ nét trong truyện ngắn Tướng về hưu của Nguyễn Huy Thiệp mà chúng tôi muốn gửi tới quý thính giả trong chương trình đọc truyện đêm nay. Mời quý thính giả cùng đón nghe qua giọng đọc của Kim Yến. khi viết những dòng này Tôi đã thức tình trong vài người quen những cảm xúc mà thời gian đã xóa nhòa Và tôi đã xâm phạm đến cõi yên tĩnh nấm mồ của chính cha tôi Tôi buộc lòng làm vậy Và xin người đọc nể nang những tình cảm đã thúc đẩy tôi viết mà lượng thứ cho ngòi bút kém còi của tôi Tình cảm này tôi xin nói trước là sự binh vực của tôi đối với người cha của mình Cha tôi tên là Thuấn, con trưởng họ Nguyễn Trong làng, họ Nguyễn là họ lớn số lượng trai đinh có lẽ chỉ thu họ vũ ông nội tôi trước kia học nho sau về dạy học ông nội tôi có hai vợ bà cả sinh được cha tôi ít ngày thì mất vì vậy ông tôi phải tục huyền bà hai làm nghề nhuộm vải tôi không tưởng mặt chỉ nghe nói là một người đàn bà cay nghiệt vô cùng sống với dì ghẻ cha tôi trong tuổi điên thiếu đã phải chịu được nhiều điều cay đắng năm 12 hai tuổi cha tôi trốn nhà ra đi ông vào bộ đội ít khi về nhà. Sau đó một thời gian, cha tôi về làng lấy vợ. Chắc chắn cuộc hôn nhân này không do tình yêu. Mười ngày nghỉ phép bộn bề công việc, tình yêu đòi hỏi điều kiện trong đó thời gian cũng cần. Khi lớn lên, tôi chẳng biết gì về cha mình cả. Tôi chắc mẹ tôi hiểu về cha tôi cũng ít, cả đời cha tôi gắn với súng đạn chiến tranh. Tôi đi làm lấy vợ sinh con, mẹ tôi già đi, cha tôi vẫn đi biển biệt. Thỉnh thoảng cha tôi cũng ghé về nhà, nhưng những lần về đều ngắn. Cả những bức thư cha tôi gửi về cũng ngắn. Dẫu rằng, dưới những dòng chữ, tôi biết ở đấy ẩn chứa nhiều tình thương cùng với những âu lo. Tôi là con một, tôi đã chịu ơn cha tôi về đủ mọi mặt. Tôi được học hành, được du ngoại, cả những cơ sở vật chất gia đình cũng do cha tôi lo liệu. Ngôi nhà tôi ở ở ven nội, xây dựng trước khi cha tôi về hưu 8 năm. Đấy là một biệt thự đẹp nhưng khá bất tiện. Tôi đã xây cất dựa theo thiết kế của một chuyên gia kiến trúc chứ danh, bạn của cha tôi. Ông này là đại tá chỉ thạo việc xây doanh trại. Năm 70 tuổi, cha tôi về hưu với hàm thiếu tướng. Mặc dù biết trước, tôi vẫn ngỡ ngàng khi cha tôi về. Mẹ tôi đã lẫn, bà hơn cha tôi 6 tuổi. Vì vậy thực ra ở nhà chỉ có mình tôi có những tình cảm đặc biệt với sự kiện này mấy đứa con tôi còn bé. Vợ tôi biết ít về ông vì hai chúng tôi lấy nhau khi mà cha tôi đang bắt tin tức bây giờ đang có chiến tranh. Tuy thế ở trong gia đình, cha tôi bao giờ cũng là hình ảnh của niềm vinh dự tự hào. Cả ở trong họ trong làng, tên tuổi cha tôi cũng được mọi người ngưỡng vọng. Cha tôi về nhà đồ đạc đơn sơ, cha tôi khỏe, ông bảo, "Việc lớn trong đời cha làm xong rồi." Tôi bảo, "Vâng." Cha tôi cười, tâm trạng xúc động lây sang cả nhà. Mọi người tránh choáng đến nửa tháng trời, sinh hoạt tùy tiện. Có hôm 12 giờ đêm mới ăn cơm chiều, khách khứa đến chơi nườm nượp. Vợ tôi bảo, không để thế được. Tôi cho mổ lợn, đi mời họ hàng làng nước đến để chia vui. Làng tôi tuy gần thành phố, nhưng mà tập tục nông thôn còn giữ. Đúng một tháng sau, tôi mới có dịp ngồi với cha tôi bàn chuyện gia đình. Trước khi kể tiếp, xin nói về gia đình tôi. Tôi 37 tuổi là kỹ sư làm việc ở viện vật lý. Thủy vợ tôi là bác sĩ làm việc ở bệnh viện sản. Chúng tôi có hai con gái, đứa 14, đứa 12. Mẹ tôi lẫn lộn suốt ngày chỉ ngồi một chỗ. Ngoài những người trên, gia đình tôi còn có ông Cơ và cô con gái gàn dở của ông. Ông Cơ 60 tuổi quê Thanh Hóa. Vợ tôi gặp cha con ông khi nhà của họ bị cháy, cơ nghiệp mất sạch. Thấy cha con ông tốt bụng đáng thương, vợ tôi sắp xếp cho họ ở cùng với chúng tôi cha con ông ở dưới nhà ngang sinh hoạt riêng rẽ nhưng mọi chế độ thì do vợ tôi trụ cấp không có hộ khẩu họ không có những tiêu chuẩn lương thực thực phẩm như những người dân khác trong thành phố ông cơ hiền lành chịu khó thường ông đảm nhiệm việc chăm vườn tược lợn gà và đàn chó giống nhà tôi nuôi chó béc dê tôi cũng không ngờ việc kinh doanh chó lại thu lợi lớn khoản thu này trội nhất trong nhà Cô Lai mặc dầu gan dở nhưng lại sốc vác và nội trợ giỏi. Vợ tôi dạy cô cách thức nấu bóng, nấu nấm, nấu gà hầm. Cô bảo cháu chẳng ăn thế bao giờ. Cô không ăn thật. Cả hai vợ chồng và hai con tôi không phải lo toan công việc gia đình. Từ ăn uống, giặt rũ, tất cả giao cho hai người giúp việc. Vợ tôi cầm trịch các khoản chi tiêu. Tôi bận nhiều việc. Hiện đang vùi đầu vào công trình ứng dụng điện phân. Cũng cần phải nói thêm, Quan hệ tình cảm của vợ chồng tôi êm thấm. Thủy có học thức, sống theo lối mới. Chúng tôi suy nghĩ độc lập, nhìn nhận vấn đề xã hội tương đối giản dị. Thủy am tường các việc lo liệu kinh tế cũng như dạy dỗ con cái. Còn tôi, hình như tôi khá cổ hủ, đầy bất chắc và thô vụng. Tôi quay lại đoạn kể cha con tôi bàn việc gia đình. Cha tôi bảo nghỉ rồi. Cha làm gì? Tôi bảo viết hồi ký. Cha tôi bảo không. Vợ tôi bảo cha nuôi vẹt xem. Trên phố dạo này nhiều người nuôi chim họa mi chim vẹt. Cha tôi bảo kiếm tiền à? Vợ tôi không trả lời. Cha tôi bảo để xem đã. Cha tôi cho mỗi người trong nhà 4 mét vải lính. Ông cơ và cả cô lại cũng thế. Tôi cười, cha bình quân. Cha tôi bảo, đấy là lẽ sống. Vợ tôi bảo, cả nhà đồng phục thì thành doanh trại à? Mọi người cười ồ. Cha tôi muốn ở một phòng dưới dãy nhà ngang giống như là mẹ tôi. Vợ tôi không chịu. Cha tôi buồn. Việc để mẹ tôi ăn riêng ở riêng làm ông bứt rứt. Vợ tôi bảo tại mẹ lẫn. Cha tôi đăm chiêu. Tôi cũng không hiểu sao hai đứa con gái của tôi ít gần ông nội. Tôi cho chúng học ngoại ngữ, học nhạc. Chúng lúc nào cũng bận. Cha tôi bảo các cháu có sách gì mang cho ông đọc. Kim Bi cười. Còn cái Vi bảo ông thích đọc gì? Cha tôi bảo cái gì dễ đọc. Hai đứa bảo thế thì không có. Tôi đặt báo hàng ngày cho ông. Cha tôi không thích văn học, văn chương nghệ thuật bây giờ đọc rất khó vào. Một hôm tôi đi làm về, cha tôi đứng ở dãy nhà vợ tôi nuôi chó và gà công nghiệp, trông ông không vui. Tôi hỏi có chuyện gì thế? Ông bảo, ông cơ và cô lại vất vả quá, họ làm không hết việc, cha muốn giúp họ được không? Tôi bảo, để con hỏi Thủy. Vợ tôi bảo, cha là tướng, về hưu cha vẫn là tướng, cha là chỉ huy, cha mà làm lính thì dễ loạn cờ. Cha tôi không nói năng gì, cha tôi nghỉ hưu nhưng mà cách khứa nhiều, điều đó làm tôi ngạc nhiên, thậm chí thích thú. Vợ tôi bảo đừng mừng, họ chỉ nhờ và cha, cha đừng làm gì quá sức. Cha tôi cười, chẳng có gì đâu, cha chỉ viết thư, thí dụ, thân gửi N, tư lệnh quân khu. Tôi viết thư này cho cậu hơn 50 năm, đây là lần đầu tôi ăn Tết mùng 3 tháng 3 dưới mái nhà mình. Hồi ở chiến trường, hai đứa chúng mình đã từng mơ ước. Cậu nhớ cái xóm ven đường, cô Huệ đã làm bánh trôi bằng bột mì mốc, bột mì bê bết trên lưng. Nhân đây, em mờ là người tôi quen, muốn được công tác dưới quyền của cậu. Cha viết thư như thế được không? Tôi bảo được, vợ tôi bảo không được. Cha tôi gãi cầm, người ta nhờ mình. Cha tôi thường bỏ thư viết vào phong bì đựng công văn bằng giấy cứng cỡ 20-30 trên có in chữ bộ quốc phòng rồi đưa cho người nhờ vả mang đi. Ba tháng sau, hết sạch loại phong bì ấy. Ông làm phong bì bằng giấy bìa học sinh cũng to bằng cỡ 20-30. Một năm sau, ông cho thư vào thứ phong bì bình thường vẫn bán ở quầy bưu điện giá 5 đồng một chục cái. Tháng 7 năm ấy, tức là ba tháng sau ngày cha tôi về hưu chú họ tôi ông bồng cưới vợ cho con ông bồng với cha tôi là anh em cùng cha khác mẹ thằng tuân con trai ông làm nghề đánh xe bò hai cha con đều ghê gớm to như hộ pháp ăn nói văng mạng thằng tuân lấy vợ lần này là lần thứ hai vợ trước bị đánh đau quá bỏ đi ra tòa nó khai là vợ theo trai tòa phải chịu cô vợ lần này tên là kim chi làm nghề nuôi dạy trẻ con nhà có học hẳn hoi xí xới thế nào nghe nói có thai với nó Kim Chi là cô gái đẹp. Làm vợ thằng Tuân đúng là hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Thầm tâm chúng tôi không ưa cha con ông bồng. Khốn nỗi, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Dỗ Tết vẫn phải đi lại, nhưng mà ngày thường cũng nhạt. Ông bồng hay nói, quần chỉ thức khốn nạn, rẻ dân lao động, nể bố nó, không tôi cách cửa. Nói thế thôi, ông bồng vẫn sang vay tiền. Vợ tôi khe khắt, Bao giờ cũng bắt ông phải ký cược. Ông Bồng rất ức, ông nói. Mình là chú nó, chót vay nợ nó, mà nó cứ xử hết như là địa chủ. Nhiều món nợ ông cứ lờ đi không trả. Cưới vợ cho con, ông Bồng nói với cha tôi. Anh phải đứng ra làm chủ hôn. Bố cháu Kim Chi vụ phó, anh là tướng, tên là môn đăng hộ đối. Sau này các cháu nhờ phúc của ông, đưa tôi là thằng phu xe báu gì. Cha tôi bằng lòng. Đám cưới ngoài ô lố lăng và khá dung tục. Ba ô tô, thuốc lá đầu lọc, nhưng gần cuối tiệc hết sạch phải thay bằng thuốc lá cuốn. 50 mâm gỗ nhưng ế 12. Trang rể mặc com lê đen caravat đỏ. Tôi phải cho mượn cái caravat đẹp nhất trong tủ áo. Nói là mượn chắc gì đòi được. Phù rể là sáu thanh niên ăn mặc hệt nhau, đều quần bò, dầu rìa rất hãi. Đầu tiệc là dàn nhạc sống chơi bài Ave Maria một anh cùng hợp tác xã xe bò thằng Tuân nhảy lên đơn ca một bài khủng khiếp. Ừ ê, cái con gà quay, ta đi lang thang khắp miền sang hồ, tìm nơi nào có tiền, tiền ơi mau vào túi ta, ừ ê cái con gà rù. Sau đó đến lượt cha tôi, ông luống cuống khổ sở, bài văn chuẩn bị công phu, hóa thừa. Kèn clarinet đệm rất bậy bạ sau dấu chấm câu. Pháo ẩm mỹ, trẻ con bình luận nhàm nhí. Cha tôi nhảy cóc từng đoạn. Ông cầm tờ giấy mà run bắn người. Một sự ô hợp láo nháo thản nhiên rất đời, thô thiện, thậm chí còn ô chọc nữa làm ông kinh hãi đau đớn. Sau đó rắc rối đầu tiên đến với cha tôi là việc Kim Chi sinh cháu chỉ sau hôm cưới chục ngày. Gia đình ông bồng bê bối, ông say rượu, tống cổ của con dâu ra cửa, thằng Tuân cầm dao chém bố, may trượt. Vô phương, cha tôi phải đón cháu dâu về nhà. Gia đình tôi thêm hai khẩu. Vợ tôi không nói năng gì. Cô lại thêm một trách nhiệm. Được cái cô lại vô tâm tính lại yêu trẻ. Một tối tôi đang đọc Sputnik. Cha tôi lặng lẽ đi vào. Ông bảo, cha muốn nói chuyện với con. Tôi pha cà phê, cha tôi không uống. Ông hỏi, con có để ý công việc của Thủy không con? Cha cứ dờn dợn, Vợ tôi làm việc ở bệnh viện phụ sản. Công việc là nạo phá thai. Hàng ngày các um, rau thai nhi bỏ đi. Thủy cho vào phích đá đem về. Ông cơ nấu lên cho chó cho lợn. Thực ra điều này tôi biết nhưng cũng bỏ qua chẳng quan trọng gì. Cha tôi dắt tôi xuống bếp, chỉ vào nồi cám, trong đó có các mẩu thai nhi bé xíu. Tôi lặng đi, cha tôi khóc. Ông cầm phích đá, ném vào đàn chó bẹc dê. Khốn nạn! Tao không cần sự giàu có này đàn chó sủa vang. Ông bỏ lên nhà. Vợ tôi đi vào nói với ông cơ. Sao không cho vào máy sát? Sao để ông biết? Ông cơ bảo, cháu quên, cháu xin lỗi mở. Tháng 12, vợ tôi gọi người bán sạch đàn chó béc dê. Vợ tôi bảo, anh thôi hút thuốc ga lăng đi. Năm nay nhà mình hụt thu 27.000, lạm chi 18.000, cộng là 45.000. Kim chi hết thời gian nghỉ, đi làm nó bảo Cảm ơn anh chị, em đưa con về nhà đây. Tôi hỏi về đâu? Thằng Tuân đã bị bắt giam vì tội côn đồ. Kim Chi đưa con về nhà của bố mẹ đẻ. Cha tôi đưa về tận nơi bằng xe taxi thuê riêng. Cha tôi ở với ông vụ phó bố của Kim Chi một ngày. Ông này vừa đi công tác ở Ấn Độ về. Ông biếu cha tôi một mảnh lụa hoa và nửa lặng cao tổng hợp. Cha tôi cho cô lại mảnh lụa hoa cho ông cơ nửa lặng cao. Trước Tết Nguyên đán, ông Cơ nói với hai vợ chồng tôi, cháu xin cậu mợ một việc. Vợ tôi hỏi việc gì? Ông Cơ nói vòng vèo chẳng đâu vào đâu. Đại đề ông muốn về thăm quê, ở với chúng tôi 6 năm, cũng có dành dụ ông Cơ muốn về bốc mộ bà vợ, để lâu ngày chắc bán đã sụt, nghĩa tử là nghĩa tận. Ở thành phố cũng muốn về thăm họ hàng làng xóm cho nó mát mặt. Bây giờ đã vậy, sau này cáo chết 3 năm, quay đầu về núi. Vợ tôi cắt lời, Thế bao giờ đi? Ông cơ gãi đầu. Đi 10 ngày, về Hà Nội trước 23 Tết. Vợ tôi tính. Được, anh Thuần này. Thuần là tên tôi. Anh có nghỉ phép được không? Tôi bảo được. Ông cơ bảo, chúng cháu muốn mời ông về quê chơi như đi du lịch. Vợ tôi bảo, tôi không thích. Thế ông bảo sao? Ông cơ bảo, ông đồng ý rồi. Không có ông, cháu cũng chẳng nhớ đến việc cải mộ nhà cháu. Vợ tôi hỏi, Thế hai cha con có bao nhiêu tiền? Ông cơ bảo, cho có ba nghìn. Ông cho hai nghìn là năm. Vợ tôi bảo, được. Đừng lấy hai nghìn của ông. Tôi bù cho hai nghìn ấy, lại cho thêm năm nghìn. Thế là hai cha con có chục nghìn, đi được. Trước hôm đi, vợ tôi làm cơm, cả nhà ngồi ăn. Có cả ông cơ, cô lại. Cô lại vui lắm, mặc bộ quần áo mới may bằng vải cha tôi cho hôm về. Cái mi và cái vi trêu chị lại xinh nhất Cô lại cười thòn thèn. Chả phải, mợ mới xinh nhất. Vợ tôi bảo, em đi chú ý đỡ ông những khi tàu xe. Cha tôi bảo, hay thôi không đi. Ông cơ dẫy này, chết, cháu đã điện rồi, mang tiếng chết. Cha tôi thở dài. Tôi có tiếng gì mà mang? Cha tôi đi thanh hóa cùng ông cơ và cô lại vào sáng chủ nhật. Tối thứ hai, tôi đang xem tivi, thì nghe tiếng huỵch. Vội chạy ra ngoài, thấy mẹ tôi đã ngã gục góc vườn. Mẹ tôi lẫn bốn năm nay, cho ăn biết ăn, cho uống biết uống, phải dục đi ngoài. Tôi đỡ mẹ tôi vào, bà cụ cứ gục mặt xuống, không thấy có vết đau. Nửa đêm tôi dậy, thấy mẹ tôi lạnh toát, mắt dại đi. Tôi sợ gọi vợ tôi, Thủy bảo, mẹ già rồi. Hôm sau mẹ tôi không ăn, hôm sau nữa cũng không ăn, không chủ động đi ngoài. Tôi giặt rũ, thay chiếu, có ngày 12 lần. Tôi biết Thủy và hai con tôi ưa sạch sẽ, nên tôi thay giặt luôn, không giữ ở nhà mà mang ra tận kênh đào, thuốc đổ vào cứ chớ ra. Hôm thứ bảy, mẹ tôi bỗng ngồi dậy, đi lững thững một mình ra vườn. Ăn được cơm, tôi bảo mừng rồi, vợ tôi không nói năng gì. Chiều hôm ấy, thấy mang về vài chục mét vải trắng, lại gọi cả thợ mộc. Tôi hỏi chuẩn bị à? Vợ tôi bảo không, Hai hôm sau, mẹ tôi nằm liệt, lại bỏ ăn, lại đi ngoài như cũ, người dốc nhanh, thải ra thứ nước nâu nâu sền sệt rất khắm. Tôi đổ sâm, vợ tôi bảo, đừng đổ xâm khổ cho mẹ. Tôi òa khóc, rất lâu, tôi mới òa khóc như thế. Vợ tôi nín lặng rồi lại bảo, tùy anh. Ông bổng sang thăm, ông nói, bà cứ xoay ngang xoay dọc trên giường như thế này là gay go lắm đấy. Lại hỏi, chị ơi, chị có nhận ra em không? mẹ tôi bảo có lại hỏi thế em là ai mẹ tôi bảo là người ông bồng khóc òa lên thế là chị thương em nhất cả làng cả họ gọi em là đồ chó vợ em gọi em là đồ đểu thằng tuân gọi em là đồ khốn nạn chỉ có chị gọi em là người lần đầu tiên khi ông chú đánh xe bò lỗ mãng táo tợn làm đủ mọi điều phi nhân bất nghĩa hóa thành đứa trẻ ngay trước mặt tôi cha tôi về đến nhà thì sáu tiếng sau mẹ tôi mất ông cơ và cô lại nói tại chúng cháu chúng cháu ở nhà thì bà không mất vợ tôi bảo nói nhảm cô lại khóc bà ơi bà đánh lừa con bà đi sao bà không cho con đi hầu bà ông bồng cười mày muốn đi hầu bà thì đi tao cho đóng ván khi liệm mẹ tôi cha tôi khóc ông hỏi ông bồng sao người bà ấy rút nhanh thế Người già ai cũng chết khổ như thế này à? Ông Bồng bảo, anh lầm cẩm Hôm nào nước mình cũng có hàng nghìn người chết khổ nhục vật vã đau đớn. Mỗi lính tráng các anh đò một phát là sướng. Tôi cho bác dạp bảo thợ mộc đóng quan tài. Ông cơ cứ loay hoay bên đống ván vợ tôi cho sẻ hôm trước. Ông thợ mộc quát, sợ chúng ông ăn cắp gỗ à? Ông Bồng hỏi, ván mấy phân? Tôi bảo bốn phân, Ông bồng bảo Mất mẹ bộ sa lông Ai lại đi đóng quan tài bằng gỗ rồi bao giờ Bao giờ bốc mộ cho chú bộ ván Cha tôi ngồi âm thầm trông rất đau đớn Ông bồng bảo Chị Thủy luộc cho tôi con gà Nấu hộ nồi xôi Vợ tôi hỏi Mấy cân gạo hả chú Ông bồng bảo Mẹ mày Sao hôm nay cứ gọt sớt thế Ba cân Vợ tôi bảo tôi Họ hàng nhà anh kinh bỏ mẹ Ông bồng hỏi tôi Nhà này ai chủ trì kinh tế? Tôi bảo vợ cháu. Ông Bồng bảo đấy là ngày thường. Tao hỏi đám ma này ai chủ trì kinh tế? Tôi bảo vợ cháu. Ông Bồng bảo không được con ơi. Khác máu tanh lòng. Tao bảo bố mẹ nhá. Tôi bảo ông để con. Ông Bồng bảo đưa tao bốn nghìn. Mày định làm bao nhiêu mâm? Tôi bảo mười mâm. Phường bắt âm đến bốn người. Cha tôi ra tiếp. Nhập quan lúc bốn giờ chiều. Ông bổng cậy miệng mẹ tôi cho vào 9 đồng, vừa tiền trinh khải định, vừa tiền một hào nhôm. Ông bảo để đi đò, lại cho vào cỗ quan tài tổ tôm, có lẫn cả mấy quân tam cúc. Ông bảo không sao, ngày xưa bãi vẫn chơi tam cúc. Đêm ấy tôi thức canh quan tài mẹ tôi, ngẫm nghĩ lan man đủ điều. Cái chết sẽ đến với mỗi chúng ta chẳng chừa ai cả. Ngoài sân, ông bổng với các bác đô tùy, ngồi đánh tam cúc ăn tiền, khi nào kết tốt đen, ông bồng lạnh chạy vào, vái quan tài mẹ tôi, lạy chị, chị phù hộ cho em, để em vét thật nhẵn túi chúng nó. Cây mi, cây vi cũng thức với tôi, cây mi hỏi, sao chết đi qua đò cũng phải trả tiền, sao lại cho tiền vào miệng bà? Cây vi bảo, đấy có phải là ngậm miệng ăn tiền không bố? Tôi khóc, các con không hiểu đâu, bố cũng không hiểu, đấy là mê tín, cây vi bảo, con hiểu đấy đời người cần không biết bao nhiêu là tiền, chết cũng cần. Tôi thấy cô đơn quá, các con tôi cũng cô đơn, cả đám đánh bạc, cả cha tôi nữa. Từ nhà tôi đi ra nghĩa địa, đi tắt, chỉ 500 mét, nhưng đi đường chính qua cổng làng phải hai cây số. Đường bé, không đẩy xe đòn được mà phải khiêng vai. Đồ tùy thay nhau đến ba chục người, có nhiều người vợ chồng tôi không biết tên, họ khiêng khoan tài hồn nhiên như việc bình thường vẫn làm như khênh cột nhà vừa đi vừa nhai trầu hút thuốc tán chuyện khi nghỉ đứng ngồi ngổn ngang ngay bên quan tài có người nằm lăn ra nói mát thật không bận cứ ngủ ở đây đến tối ông bồng bảo các bố ơi đi đi còn về nhắm thế là đi tôi chống gậy giật lùi trước quan tài theo tục lệ cha đưa mẹ đón ông bồng bảo bao giờ tôi chết đô tùy của tôi toàn dân cờ bạc, cỗ không thịt lợn mà là thịt chó. Cha tôi bảo, chú ơi lúc này mà chú đùa à? Ông bồng đến mặt lại khóc. Chị ơi, chị đánh lừa em chị đi, chị bỏ em chị đi. Tôi nghĩ sao lại đánh lừa, chẳng lẽ người chết đều đã đánh lừa người sống cả sao? Bãi tha ma này toàn quân lừa lọc. Trôn cất xong mọi người về nhà, bày ra một lúc, 28 mâm. Nhìn mâm cỗ, Tôi thật kính trọng cô Lài. Mâm nào cũng gọi Lài đâu. Cô Lài miệng dạ tiếu tít, chạy ra bê rượu, bê thịt. Tết năm đó nhà tôi không mua hoa đào, không gói bánh trưng. Chiều mùng 2, đơn vị cũ của cha tôi cho người đến viếng mẹ tôi, biếu 500 đồng. Ông trưởng, phó của cha tôi, bây giờ lên tướng ra mộ thắp hương. Anh Thành đại úy cần vụ đi theo rút súng bắn ba phát lên trời. Sau này trẻ con trong làng kháo, bộ đội, bắn 21 phát đại bác, viếng bà Thuấn. Ông trưởng hỏi cha tôi, anh muốn về thăm đơn vị dối già không? Tháng 5 tập trận, đơn vị cho xe về đón. Cha tôi bảo được. Ông trưởng đi thăm cơ ngơi nhà tôi. Có ông cơ hướng dẫn, ông trưởng bảo cha tôi. Cơ ngơi của anh ác thật, vườn cây ao cá, chuồng lợn chuồng gà, biệt thự, thế là vững tâm. Cha tôi bảo, con tôi làm đấy, tôi bảo đấy là vợ cháu vợ tôi bảo cô lai chứ cô lại cười thòn thèn dạo này đầu cứ gật gật liên hồi như bị động kinh tháng năm đơn vị cũ cho xe về đón cha tôi anh thanh đại úy cầm thư của ông trưởng về cha tôi cầm thư run run thư viết chúng tôi cần anh mong anh nhưng mà anh đi được thì đi không ép tôi nghĩ cha tôi không nên đi nữa nhưng nói ra bất tiện Cha tôi già sụp hẳn đi từ khi về hưu. Hôm nay cầm thư thấy ông nhanh nhẹn và trẻ trung hẳn. Tôi cũng vui lây. Vợ tôi chuẩn bị đồ đạc cho vào cái sắc du lịch. Cha tôi không nghe, ông bảo. Cho vào ba lô. Cha tôi đi chào làng nước một lượt. Ra quả ngoài mộ mẹ tôi. Lại bảo anh Thuấn bắn ba phát súng lên trời. Buổi tối, cha tôi gọi ông cơ đến cho hai nghìn. Bảo khắc một cái bia đá gửi về Thanh Hóa đánh dấu mộ vợ cha tôi lại gọi cô lại đến bảo cháu lấy chồng đi cô lại òa khóc cháu xấu xí lắm chẳng ai lấy lại cả tin nữa cha tôi nghẹn ngào con ơi con không hiểu rằng cả tin chính là sức mạnh để sống hả con tôi cũng không ngờ những điều như thế lại là điểm báo chuyến này cha tôi ra đi không về trước khi lên xe cha tôi lấy trong ba lô ra quyền vở học sinh ông đưa cho tôi ông bảo trong này Cha có ghi chép ít điều. Con đọc thử xem. Kimmy, Kim Vi chào ông. Kimmy hỏi. Ông đi ra trận hả ông? Cha tôi bảo ừ. Kim Vi hỏi. Đường ra trận mùa này đẹp lắm có phải không ông? Cha tôi chửi. Mẹ mày, láo. Điện của ông trường, Thiếu tướng Nguyễn Thuấn hy sinh khi làm nhiệm vụ hồi giờ. Ngày mai táng tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ hồi giờ ngày. Tôi lặng người. Vợ tôi xếp đặt mọi việc rất nhanh. Tôi ra thuê xe. Về nhà đã thấy gọn đôi vào đấy. Vợ tôi bảo, khóa cửa nhà trên. Ông cơ ở lại. Xe đi cao bằng. Theo đường số 1. Đến nơi, thị lễ ăn táng của cha tôi cử hành đã được hai tiếng đồng hồ. Ông trưởng bảo, chúng tôi có lỗi đối với gia đình. Tôi bảo không phải thế, đời người có mệnh. Ông trưởng bảo, cha anh là người đáng kính trọng. Tôi hỏi, theo nghi lễ quân đội hả chú, Ông trường bảo, cụ gia trận địa đòi lên chốt. Tôi bảo, cháu hiểu rồi, chú đừng kể nữa. Tôi khóc, chưa bao giờ tôi khóc như thế. Bây giờ, tôi mới hiểu khóc như cha chết là khóc thế nào. Hình như đấy là cái khóc lớn nhất đời của một con người. Mộ của cha tôi đặt trong nghĩa trang liệt sĩ. Vợ tôi mang theo máy ảnh vào chụp mấy kiểu. Hôm sau tôi xin về luôn ông trưởng giữ lại nhưng mà tôi không nghe đường về vợ tôi bảo xe đi chậm ông bồng lần đầu mới được đi xa thích lắm ông bảo nước mình thật đẹp như tranh bây giờ tôi mới hiểu vì sao phải yêu đất nước chứ ở quê ta dù ngay hà nội có văn minh thật tôi chẳng thấy yêu gì cả vợ tôi bảo tại chú quen đấy ở nơi khác cũng thế họ lại thấy yêu hà nội ông bồng bảo Thế là nơi này yêu nơi kia, người này yêu người kia. Tất cả đều đất nước mình, nhân dân mình cả. Vậy thì đất nước muôn năm, nhân dân muôn năm, hoan hô đèn cù. Có lẽ câu chuyện của tôi kết thúc ở đây. Sau đó nếp sống của gia đình tôi trở lại, như là trước ngày cha tôi nghỉ hưu. Vợ tôi tiếp tục công việc bình thường. Tôi đã hoàn thành công trình nghiên cứu điện phân. Ông cơ trở nên ít nói một phần vì bệnh cô lại nặng hơn. Lúc rỗi, tôi dở đọc những điều cha tôi ghi chép. Tôi hiểu cha tôi hơn. Trên đây là những sự việc lộn lộ xộn của hơn một năm cha tôi nghỉ hưu mà tôi chép lại. Tôi coi đấy như là nén hương thắp nhớ người. Nếu cô ai đã có lòng để mất đọc điều tôi viết, xin lượng thứ cho tôi. chuyện ngắn tướng về hưu của nguyễn huy thiệp đã khép lại chương trình đọc truyện đêm nay xin cảm ơn sự quan tâm đón nghe của quý thính giả xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại